bạch tuộc nướng. Bạch tuộc nướng. Con đó là kêu bằng con Maya đó. Bạch tuộc. Ướp sa tế. Maya hả? Ngộ gì? Ồ, Maya ướp sa tế. Nướng bạch tuộc. Bạch tuộc hả ta? Chứ không mực hả ta? Bạch tuộc. Bạn áo đẹp mà dính áo rồi. Quay nhìn chụp. Quay. Cây hả? Hả? Cây sao mấy đứa nhỏ ăn? Cây không? Ai biết thằng Tính ướp á. Dạ. Cây sao mấy đứa nhỏ ăn? Để riêng chứ. Dạ ướp hết luôn rồi đó, không biết cay không? Để riêng. Nó chừa riêng. Lâu lắm nó mới dẹt. Có than không? Bỉnh có than kìa. Đúng rồi chứ. Than cô Phượng có cho nhắc hết trơn. Ủa cái than là lẻ xu còn có đóng rồi. Đúng hết rồi đó rồi. Mực nướng.